Tiêu đề Rè Bạn có biết tôi đã cố gắng như thế nào không? Giới thiệu vắng tắt Tân binh giới ca hát hứa mặt say ngã xuống đầu đường, lại mở mắt phát hiện mình xuất hiện ở năm 17 tuổi. Đi tới cái thế giới không quá giống nhau này, hết thảy đều có cơ hội làm lại từ đầu. Cô gái khiến mình tiếc nuối cả đời, mình nhất định phải vãn hồi. Giới giải trí càng ngày càng sốc nổi, do chính tôi sửa trị. Lời bài hát Diêu nâu hào hát y hát. Chương 1 Lại thiếu niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đoạt được giải thưởng kim khúc lần thứ 35 chính là Theo tiếng nói vừa dứt, và dạ hội vang lên một trận tiếng hoang hô, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề hưng phấn đi về phía sân khấu, lấy được chiếc cúp khiến hứa mặt theo đuổi nhiều năm kia. Bài hát này là tôi tình cờ nhìn thấy người trên sân khấu vô liêm sĩ nói đạo văn ca khúc của mình đường hoàng, hứa mặt rốt cuộc nhìn không được nữa, không để ý bạn bè ngăn cản, trước mặt mọi người cùng người xem trực tiếp, cũng không quay đầu lại rời khỏi dạ hội. Tâm huyết hơn một năm nay của hứa mặt đều dồn nén vào bài hát này, vốn tưởng rằng lần này có thể như nguyện đạt được giải thưởng này, nên đón lại là kết quả như vậy. Đây cũng là chính mình gặp người không thuộc, không nghĩ tới bạn gái của mình sẽ đem ca khúc của mình vụng trộm bán cho công ty khác. Sau đó cầm tiền chạy ra nước ngoài tiêu sái. Đây chính là vận mệnh vô thường, đại tràng bao tiểu tràng đi. Đi tới quán bar, hứa mặt một mình uống say mềm, tùy tiện ngã xuống ven đường bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt sắp nhắm mắt lại, hứa mặt chỉ nhìn thấy thứ gì đó chói mắt từ xa chạy về phía mình. Trong đầu hiện ra thân ảnh khiến mình hối hận nhiều năm nhảy xuống. Quả trong lúc còn trẻ, quả nhiên vẫn phải trả. Long quốc thành phố Sa Nhai tựa hồ là ngủ một giấc vô cùng dài, hứa mặt chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng. lúc mở mắt lần nữa là bị tiếng ồn ào trong tivi đánh thức. Vừa vặn là chạng vạn tối, phòng khách hỗn loạn, hứa mặt có chút mờ mịt nhìn trần nhà, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, góc tường đặt một cây guitar phủ kín một chút bụi bặm. trên sofa mình nằm đặt một chiếc điện thoại di động vẫn là ba phím kim cương cố định. Tình huống gì? Dùng sức véo chính mình một cái, tê. Thấp giọng hít vào một ngụm khí lạnh, không phải giả, hứa mặt lúc này mới tiếp nhận chính mình hẳn là sống lại sự thật. Đi vào phòng rửa mặt mở đèn nhìn mình trong gương, khuôn mặt tràn đầy collagen protein, dáng người gầy gò, khí chất có chút lưu manh. Lấy hứa mặt trọng sinh trở về ánh mắt đến xem, hắn đối với chính mình hiện tại cái này bề ngoài cùng khí chất rất không hài lòng. Trở lại phòng khách, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, tính toán một chút chính là lúc mình lên lớp 11 mà xui quỷ khiến mở cánh cục ra, hứa mặt nhìn người liên lạc trên đó cười khổ một tiếng. 170 chân có tiền 161 mặt bình thường một tay cầm không được dính người chưa 168. dáng dấp đẹp nhất, tên đã quên, điểm vào bên trong đầu tiên, vừa rồi nửa ngủ nửa tỉnh sau đó hướng bên trong ngủ một chút, vừa ngẩng đầu trực tiếp hướng trên tường đụng một cái, khởi bao, đáng thương, thứ hai, ta nhớ ngươi. Trên thế giới có 5 loại ca, hồng đào ca, khối ca, hồng đào ca mai hoa ca còn có một loại ngươi không trả lời ta tin tức ta sẽ rất khó chịu rất khó chịu ok trở lại thời điểm cặn bã nhất của mình a à. hứa mặt nhìn những tin tức mập mờ này khẽ ngâm nga sau đó nhanh chóng tìm được một người liên lạc khương nghi cô gái khiến mình báo hủy cả đời này nhìn ảnh chân dung của cô hứa mặt do dự một thời gian cuối cùng đánh ra cô đang làm gì vậy hứa mặt đang chờ mong đối phương trả lời những dấu chấm thang màu đỏ bắt mắt kia nhắc nhở hắn đã bị đối phương xóa đi. Đúng vậy, lúc lễ mừng năm mới, hai người đã chia tay, nguyên nhân chính là ngẫu nhiên một lần, Hương nghi lật xem điện thoại di động của mình thấy lịch sử nói chuyện phím mập mờ không rõ của hứa mặt và mấy nữ sinh. Sau đó chính là tu la trang Lại về sau, vốn trong lòng cô cũng có chút vấn đề, sau khi thi tốt nghiệp trung học một lần biến cố, tung người nhảy lên, sinh mệnh của cô vĩnh viễn dừng lại ở 18 tuổi từ chối cho ý kiến hứa mặt cũng là một trong những nhân tố khiến cô nhảy lầu nếu khi đó hứa mặt làm bạn trai của cô lưu ý tình trạng tâm lý của cô ngăn chặn hành vi của người đàn ông cặn bã kết cục chắc chắn sẽ không như vậy bất quá hiện tại mình nhất định có thể vãn hồi tất cả hứa mặt nghĩ tiện tay đem vừa rồi ba người kia xóa đi rõ ràng cảm giác được điện thoại di động sạch sẽ hơn rất nhiều về phần tại sao bởi vì ba cô gái này cộng lại đều không đẹp bằng khương nghi đặt điện thoại xuống nhìn đống hỗn độn trên bàn sách đồ ăn vặt giấy vệ sinh hứa mặt cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ từng cái một quyển sách luyện tập này sạch sẽ như vậy giống như mới mua vậy hứa mặt đem mấy quyển sách xếp cùng một chỗ nói thầm hắn nhớ rõ lúc này mình hoàn toàn thả lỏng bản thân thành tích cũng xuống dốc không phanh hả nhà xuất bản đại học thủy mộc tại sao tôi chưa từng nghe nói về trường đại học này hứa mặt nghi hoặc một giây sau một ý niệm xuất hiện trong đầu mình hứa mặt cũng không để ý thu dọn đồ đạc vội vàng mở di động ra nhìn gần một giờ hứa mặt thở dài một hơi hoang mang ngồi trên sofa một giờ này xem tin tức có được lực trùng kích quá lớn thế giới này hẳn là thế giới song song của thế giới kia chính mình hiện tại chỗ ở quốc gia tên là long quốc nghệ thuật trở thành sự theo đuổi chung của mọi người bầu không khí văn hóa long quốc cực kỳ nồng hậu mỗi một lĩnh vực liên quan đến văn nghệ đều phồn vinh thịnh vượng trước nay chưa từng có hơn nữa trong tương lai hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí văn hóa trải qua nhiều năm rèn luyện giữa các quốc gia xác lập thống nhất các loại pháp luật bảo vệ sự phát triển của giải trí văn hóa triệt để ngăn chặn các sản phẩm vi phạm bản quyền hơn nữa cùng địa cầu bất đồng ở thế giới này nhà soạn nhạc nhà viết lời địa vị cũng rất cao cứ như vậy mà suy ra địa vị của những người làm công tác hậu trường trong ngành giải trí văn hóa khác cũng được nâng cao trên diện rộng dùng một câu tổng kết mà nói chính là thế giới này là thế giới mà mỗi một người làm nghề giải trí hướng tới nhất hơn nữa quan trọng nhất là hứa mặt chỗ cái kia tên là địa cầu thế giới văn giải trí tác phẩm tại thế giới này tuyệt đại bộ phận đều không tồn tại hiểu rõ hết thảy hứa mặt đứng dậy đi tới ban công nhìn thành phố đèn đuốc trả rời xa xa trong đầu bật ra một câu nói kia. Ta muốn lửa. Đứng ở trước cửa sổ hăng hái thật lâu, một tiếng cùng ụt, trong bụng kéo hứa mặt trở về hiện thực, bình tĩnh lại, hiện tại nhiệm vụ đầu tiên vẫn là phải lấp đầy bụng A. Nghĩ vậy, hứa mặt đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn. Vài lon bia và dưa chuột. Hứa mặt vỗ đầu một cái, chính mình cái này đầu heo, chính mình trọng sinh A, lúc này chính mình còn không biết nấu cơm A, trong tủ lạnh tự nhiên không có cái gì đồ vật. Đem dư chuột đến vòi nước rửa hai cái, hứa mặt cắn một miếng, vừa ăn vừa ra ngoài chuẩn bị mua chút đồ ăn trước. Nhìn thiếu nữ trước mắt, mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi hồng nhuận, còn có một đôi mắt sáng ngời, hứa mặt trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Thẩm trúc tâm, thanh mai trúc mã của mình. Hứa mặt cũng từng thích cô, từng mê luyến cô, khác với các nam chính trong các tiểu thuyết lớn, sau khi thổ lộ thất bại anh liền vô cùng sáng suốt ngừng hành vi liếm chó của mình. Mặc dù hai người là thanh mai trúc mã, nhưng thẩm trúc tâm cũng không có cùng hứa mặt nói chuyện, mà là nhắm mắt làm ngơ một người ở đó không coi ai ra gì ăn cơm. Tìm thư uyển www.giao su com hiển nhiên là hành vi tra nam của mình, khiến thẩm trúc tâm rất phản cảm. Mấy năm nay dì lương vẫn không thay đổi, vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Tự giác thẩm trúc không để ý tới mình, để tránh xấu hổ hứa mặt cười mở miệng nói. Hắn vốn là muốn xuống lầu mua chút đồ ăn, nhưng ra cửa liền gặp nhiều năm hàng xóm cũng chính là chính mình thanh mai trúc mạ thẩm trúc tâm mụ mụ, tự giác túi tiền không bao nhiêu tiền, hắn liền không biết xấu hổ đi tới nhà nàng ăn chực. Thật sao? Nghe được lời hứa mặt nói, dì lương khanh khách vui vẻ nở nụ cười. Những lời này của hứa mặt cũng không phải nịnh nọt, mẹ thẩm trúc tâm là giáo viên dạy múa, mặc dù đã hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cũng chính là hơn ba mươi tuổi dáng người cũng bởi vì luyện tập vũ đạo quanh năm mà duy trì rất cao gầy miệng ngọc như vậy trách không được có nhiều bạn gái như vậy nghe được lời dì lương hứa mặt có chút xấu hổ gãi đầu nói dì lương những người đó chỉ là bạn bè con đã biết sai rồi thẩm trúc tâm vốn đang chuyên tâm làm cơm nghe hứa mặt nói động tác trong tay dừng lại một chút ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hứa mặt tin cậu mới là lạ cảm nhận được địch ý như có như không của thẩm trúc bữa cơm này hứa mặt ăn rất nhanh rất nhanh ăn xong nói một tiếng mình còn có chuyện liền nhanh chóng đi mẹ sao mẹ lại bảo anh ấy đến nhà chúng ta ăn cơm hứa mặt vừa ra khỏi cửa thẩm trúc tâm liền mở miệng oán giận nói nghe thấy con gái nói mẹ thẩm cười nói hai người các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên xem như là thanh mai trúc mã đến nhà chúng ta ăn bữa cơm làm sao vậy nghe mẹ thẩm trêu chọc, trong đầu hiện ra hồ ly tinh dây dưa không rõ với hứa mặt, thẩm trúc tâm phủ nhận nói. Không phải thanh mai trúc mã đâu. Một tên cặn bã. Chương không hay. Trước ngươi cũng là như thế nói với ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xuống lầu, hứa mặt theo trí nhớ đi tới tiệm cắt tóc mình thường xuyên đến. Bởi vì tóc hơi dài, hơn nữa hứa mặt cũng rất không thích kiểu tóc này vị trí tiệm cắt tóc không xa, chưa được mấy phút, hứa mặt đã tới nơi này. Thợ cắt tóc của tiệm cắt tóc là một dì khoảng 40 tuổi, hứa mặt vẫn luôn cắt tóc ở chỗ cô. Cắt tóc nhiều năm như vậy, kỹ thuật tạm được, chỉ là thẩm mỹ thưởng thức kém một chút, am hiểu nhất chính là cắt đầu nắm, mỹ danh là đầu học sinh. Hứa mặt đi vào trong tiệm, bởi vì đã quen biết, hai người cũng quen thuộc, ngồi vào trên ghế, trong lúc nói chuyện đều là chút việc nhà. Dì à, con muốn đổi kiểu tóc. Anh muốn cắt thế nào? Nghe được lời của hứa mặt, dì hỏi. Tóc hai bên. Sau đó chính là, dựa theo lời hứa mặt nói, dì chậm rãi cắt. Trong quá trình cắt, hứa mặt thích cho một chút kiến nghị sửa đổi. Theo kiểu tóc dần dần hoàn thành, dì nhìn thấy hứa mặt trong gương, đã thay đổi bộ dáng. Kiểu tóc dựa theo suy nghĩ của hứa mặt, hơi sửa đổi một phần, cảm giác sắc bén lúc trước ít đi rất nhiều, phối hợp với ngũ quan nhu hòa hơn rất nhiều. Một đôi hoa mắt đào rất là hấp dẫn người, hơn nữa nốt ruồi nước mắt dưới khóe mắt phải kia, thoạt nhìn có loại cảm giác nói không rõ, rất đặc biệt. Vì cắt tóc cũng không nghĩ tới suy nghĩ của hứa mặt cũng không tệ, bộ dáng hiện tại của hứa mặt làm cho người ta nhìn không được muốn nhìn nhiều một chút. Trả tiền xong, hứa mặt đi ra khỏi cửa hàng. Đi dạo một vòng bên ngoài, một lần nữa đánh giá thế giới này, mỗi một góc nơi này đều hấp dẫn hứa mặt mãi đến khuya hứa mặt mới về đến nhà ngày hôm sau hứa mặt dậy sớm bởi vì lập tức sẽ nhìn thấy cô gái bảo tàng của mình trong lòng tràn đầy nhảy nhót đi tới phòng học đi theo các bạn học khác trong lớp cùng nhau ký tên ở phía trước phòng học nhìn bản chỗ ngồi trên bục giảng hứa mặt tìm được vị trí của mình hàng sau gần cửa sổ quê hương của vua đi tới phía sau chậm rãi đi tới phía sau nhìn sườn mặt trắng nõn của nữ sinh bên cạnh hứa mặt nội tâm nay con đụng loạn cố gắng bình tĩnh lại khương nghi cũng biết hứa mặt tới đem băng ghế xê dịch về phía trước để cho hứa mặt vừa định mở miệng nói mình không vào được một lần nữa nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình không có liếc mắt nhìn hứa mặt một cái rõ ràng là chống lại và phản cảm không muốn nói chuyện với hứa mặt ngồi vào vị trí lấy sách ra làm bộ nhìn trong đầu hứa mặt lại đang tự hỏi câu nói đầu tiên nên nói với khương nghi như thế nào khương nghi hiện tại rất phản cảm hắn hắn thật sự không biết nên mở đề tài như thế nào hơn nữa nhìn thấy cô hiện tại nghiêm túc vẽ tranh trên giấy nháp nghiêm túc nghiên cứu đề toán anh thật sự không đành lòng cắt đứt lời cô ở trong đầu nhanh chóng mô phỏng bộ dáng hai người đối thoại căn bản nghĩ không ra a à. trong lúc hứa mặt đang cố gắng suy nghĩ ánh mắt qua lại đánh giá khương nghi khuôn mặt kiều diễm giống như hoa đào khuôn mặt trắng nõn đôi môi hồng nhuận nho nhỏ tướng mạo không hề thua kém thẩm trúc tâm mà khương nghi bị ánh mắt xâm lược của hứa mặt đánh giá cả người không được tự nhiên muốn lên tiếng cảnh cáo rồi lại có chút thẹn thùng ánh mắt hứa mặt tập trung vào quyển sách trước mắt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó cô mới thở phào nhẹ nhõm có rồi hỏi cô ấy đề đi tìm một đề có chút khó khăn hỏi cô ấy một chút nghĩ vậy hứa mặt liền lấy tài liệu vật lý ra, lật xem trong chốc lát. Nhìn điện học trước mắt, tay trái tay phải định quy, hắn chỉ cảm thấy ký ức đã chết lại sống lại. Nhưng ngoại trừ một câu chính điện tích quan mang vạn trượng, phụ điện tích vạn tiễn xuyên tâm khẩu quyết cái gì khác đều không nhớ rõ. Hứa mặt bình tĩnh lại, hơi thở ra, nói với Khương Nghi bên cạnh mình. Khương Nghi, ta có một đề không biết, ta có thể hỏi ngươi một đề không? Nghe hứa mặt nói, động tác viết chữ của thẩm trúc tâm ngừng lại, mi khẽ nhíu. Hứa mặt đang chờ mong, chỉ nghe được một câu. Ta sẽ không, ngươi hỏi người khác đi. Ngữ khí lạnh nhạt, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Sau đó, lại động bút viết lên, không nhìn hứa mặt nữa. Hiển nhiên như vậy không được, hứa mặt chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Thời gian đọc sách buổi sáng, hứa mặt đều thử nói chuyện với Khương Nghi, vừa mới lên Khương Nghi còn trả lời hắn hai câu, nhưng càng về sau dứt khoát không để ý tới hắn mắt thấy khương nghi không thèm để ý tới mình nữa hứa mặt tổ chức một chút ngôn ngữ vô cùng chân thành nói tôi biết tôi đã làm một hành vi vô cùng khốn kiếp nhưng tôi đã biết sai rồi chúng ta có thể một lần nữa làm bạn bè không nghe hứa mặt nói động tác lật sách của khương nghi dừng lại một chút lúc trước ngươi cũng nói với ta như vậy ngôn ngữ vẫn đạm mạc giống như trước nhưng tay không có chỗ đặt lộ ra nội tâm không bình tĩnh nghe khương nhi trả lời trong lòng hứa mặt vui vẻ nghĩ thầm mình còn có thể cấp cứu một chút tôi cam đoan lần này tuyệt đối là thật lòng khương nhi không trả lời hứa mặt mặc dù không trả lời nhưng trong lòng hứa mặt rất nhảy nhót nhưng sau đó lại nghĩ đến rốt cuộc xuất hiện chuyện gì thúc đẩy khương nhi tuyệt vọng đến nhảy lầu tự sát mình cũng là một trong những nhân tố nhưng không phải nhân tố mấu chốt nhất định phải làm rõ hứa mặt thầm nghĩ thời gian buổi sáng hứa mặt đều quen thuộc với cuộc sống trường trung học phổ thông sáng sớm gió sang sản thổi tới trên mặt tìm thư uyển nhìn người lui tới phía dưới kết bạn mà đi tiếng cười nói vui vẻ hết thảy đều là tốt đẹp như vậy thật đẹp vẫn là cuộc sống trung học tốt a à? ghé vào bề cửa sổ hứa mặt cùng nhau nhìn mọi thứ xung quanh kìm lòng không đậu nói một câu đứng ngốc ở đây làm gì cảm nhận được mông mình bị vỗ một cái, hứa mặt quay đầu liền nhìn thấy bạn bè của mình. Từ dịch nói. Hôm nay tổng vệ sinh, mau đi làm việc, đừng lười biếng ở đây. Nghe được lời nói của từ dịch, nhìn khuôn mặt trẻ trung trước mắt rất nhiều nhưng vô cùng quen thuộc, hứa mặt cảm thấy rất thân thiết, sau đó liền đi theo từ dịch ở cửa sau phòng học cầm một cây chổi, chậm rãi đi tới địa điểm vệ sinh được phân phối. Từ dịch nhìn thấy hứa mặt đang đổi kiểu tóc, đánh giá hứa mặt trái phải, giống như nhìn quốc bảo, hình như là phát hiện ra thứ gì ghê gớm. Em thay đổi kiểu tóc, hình như đẹp trai hơn trước một chút. Nhìn hứa mặt, hắn tắm tắt nói, biểu tình trên mặt là hâm mộ không thôi. Mà hứa mặt bị anh nhìn đến da đầu tê dại. Nếu không tôi cũng đổi cái khác. Ngươi vẫn là đổi đầu đi. Ta giết ngươi. Quét dọn vệ sinh, cũng chính là lau thủy tinh, quét dọn, lau nhà, đổ rác lúc hứa mặt tới đây, nhìn những người khác trừ hắn đều đến quét dọn. Nhìn Khương Nghi cùng thẩm trúc tâm ở đó lau kính, rửa sạch bồn rửa tay, hứa mặt lúc này mới nhớ tới ba người là một tổ, nhớ rõ hình như là mình đặc biệt tìm người đổi đến tổ này. Bởi vì tổ trưởng là bạn bè của mình từ dịch dễ nói chuyện, hứa mặt thường xuyên không làm việc, thuận tiện tự mình đi tìm nữ sinh lớp dưới chơi. Đối với từ dịch ngược lại không có gì, nhưng các tổ viên khác đối với hứa mặt có oán niệm, hướng từ dịch oán giận vài lần. Chương không ba Ta không muốn ngươi giúp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ờ, ngươi còn biết đến dọn dẹp. Hứa mặt vừa đi tới đã bị một nam sinh quét trác sặc một câu. Muốn anh lo. Nhìn nam sinh mặt đen tóc ngắn tướng mạo bình thường trước mắt, hứa mặt oán hận một câu, nói xong cũng không nhìn hắn, đi qua một bên quét đất. Ngươi. Bị hứa mặt oán hận một câu, Lý Ba vừa định nói tiếp, liền thấy hứa mặt chạy sang một bên, phơi hắn ở chỗ này. Mắt thấy mình không bị hứa mặt để vào mắt, trong lòng bị vũ nhục, Lý Ba nheo mắt lại mang theo giọng điệu dễu cợt lớn tiếng nói. Bình thường đều là mấy người chúng tôi quét dọn vệ sinh, không giống có vài người cả ngày không làm việc, chưa từng cống hiến một chút cho lớp. Lúc nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô tình liếc về phía hứa mặt. Nghe được Lý Ba nói, từ dịch nhanh chóng khoát tay nói nhanh làm việc làm xong là xong hứa mặt hoàn toàn không để lời nói của lý ba ở trong lòng kiếp trước hắn lăn lộn trong giới giải trí minh thương ám tiễn không biết trải qua bao nhiêu lần làm sao có thể bị lời nói của người qua đường giáp lý ba chọc giận bởi vì bảy tám người phụ trách khu vệ sinh làm rất nhanh hứa mặt rất nhanh đã làm xong vệ sinh khu vệ sinh mình phụ trách đừng để ý đến tên ngốc lý ba kia hứa mặt cùng từ dịch nâng thùng rác từ dịch mở miệng nói nghe được lời của từ dịch hứa mặt hời hợt nói tôi không coi anh ấy ra gì hôm qua cậu đi chơi với cô gái to lớn mà cậu nói từ dịch cũng biết tính tình bạn bè này hắn thật sự không đem lời của lý ba để ở trong lòng sau đó đổi đề tài không có tôi xóa cô ấy rồi à nghe được lời hứa mặt từ dịch ngẩn ra vẻ mặt không tin không riêng gì cô ấy hai cái kia tôi cũng xóa trong lòng từ dịch một vạn cái không tin, vừa muốn mở miệng cười, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của hứa mặt, hắn có chút tin tưởng, lời vừa muốn nói ra khỏi miệng nuốt trở về. Đi vài bước, trầm mặt vài giây, hắn mới mở miệng nói. Người cái này, cái này cùng chơi game giống nhau, ta đã đem hào luyện đến mãn cấp, mà ngươi mới là mấy cấp tiểu manh tân, ngươi cảm thấy nếu ngươi là ta, ngươi còn có thể tiếp tục luyện cấp sao? Nghe hứa mặt nói, từ dịch nói ngay sau đó sẽ không vậy còn có ý nghĩa gì ai vậy là đúng rồi cao thủ tịch mịch A. đợi lát nữa cậu lại đây ai là tiểu manh tân cấp mấy ta sẽ đem thùng rác cài lên đầu ngươi hai người đùa dẫn đi tới khu vệ sinh từ dịch nhìn bồn rửa tay nơi đó mấy người còn đứng ở nơi đó đi tới đối với trong đó một cái thấp bé nam sinh nói các ngươi còn ở đó làm gì nói xong đi tới bồn rửa tay liền thấy mấy người đang kiển chân ở chỗ này bận rộn. Vòi nước bị hỏng, và rồi nó xảy ra. Nam sinh thấp bé ở đó nói, mà từ dịch thấy được đã tích gần 10 cm nước. Lý ba đang cầm kia sắt, đem nước vào bên trong chậm rãi đổ vào trong bồn rửa tay. Mà Khương Nghi và Thẩm Trúc Tâm, hai người cầm bình nhỏ rót nước ra ngoài. Lúc này hứa mặt cũng đi tới, vừa tới đã nghe Lý ba nói. Các cậu đừng làm ướt giày, một mình tôi là được vừa lúc thấy hứa mặt đi tới lý ba chỉ hứa mặt nói cậu tới hỗ trợ đi sao có thể để nữ sinh làm chuyện như vậy nhìn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của lý ba hứa mặt trong khoảng thời gian ngắn có chút muốn bật cười hắn thật đúng là liếm chó a à? không để ý tới lý ba hứa mặt nhìn vũng nước động này ngã xuống như vậy không biết phải mất bao lâu ánh mắt nhìn một vòng cuối cùng tập trung vào một cái ống lộ ra bởi vì trang hoàng mới còn chưa kịp cắt bỏ có rồi. Nghĩ như vậy, liền đi tới chỗ Khương Nghi, đưa tay muốn nhận lấy cái chai trong tay nàng. Cho tôi đi. Hứa mặt vừa lúc đón lấy ánh mắt Khương Nghi, nhìn Khương Nghi, ôn hòa nói. Hai người nhìn nhau vài giây, Khương Nghi quay đầu đi, nhỏ giọng nói. Em không cần anh giúp. Cậu tự tìm một cái chai là được rồi. Tự giác chướng mắt bộ dáng dây dưa Khương Nghi của hứa mặt, thẩm trúc tâm nói. Nhìn thái độ của hai đại mỹ nữ đối với hứa mặt như vậy, Lý Ba thầm sản khoái không thôi, động tác trót nước trên tay càng ra sức. Hứa mặt chỉ có thể đi ra ngoài tìm một cái bình, thuận tay cầm một cây kéo trên bàn Khương Nghi. Hứa mặt nhanh chóng đến đây, sẽ bao bị trước mặt mọi người, nhìn thoáng qua kích thước của ống, khoa tay múa chân cắt bỏ miệng chai, sau đó lấy một chai nước trong vòi nước. Ngươi làm gì vậy? Lý Ba nhìn hứa mặt, có chút không hiểu hỏi. Ngươi đi ra ngoài. Tôi ra ngoài. Tôi nở nụ cười, cái chai nhỏ như anh có thể tiếp nước nhiều như tôi không? Nghe được lời hứa mặt nói, Lý Ba chăm chọc nói. Nhìn xem không phải sẽ biết sao. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp bao nhiêu nước. Lý Ba nói xong liền cười đi ra ngoài, ông tay nhìn hứa mặt, hiển nhiên muốn xem hứa mặt chê cười. Hứa mặt nửa ngồi sổng xuống, tìm được cái ống lộ ra kia, úp ngược bình nước vào trong ống, tìm thư quyển hoạt động trên dưới hai cái. Sau đó cũng chỉ nhìn thấy nước động hình như là thi triển ma pháp, dọc theo bình nước tụ tập vào trong ống, chảy xuống đất. Mắt thấy nước động chậm rãi giảm xuống, sự dễu cợt ban đầu của Lý Ba dần dần biến thành kinh ngạc và không tin. Hứa mặt không nhanh không chậm nói. Đây là hiệu ứng si phong, là do lực hấp dẫn và chênh lệch vị trí giữa các phân tử lỏng có thể gây ra. Bởi vì mặt nước miệng ống chịu áp suất khí quyển khác nhau, nước sẽ chảy từ bên áp suất lớn sang bên áp suất nhỏ. Nói xong, hứa mặt cười nhìn về phía Lý Ba. Đây là thường thức cuộc sống, chuyện gì không phải chỉ dựa vào sức mạnh là được. Nghe hứa mặt nói vậy, sắc mặt Lý Ba lúc này khó coi như ăn phải rùi bỏ. Khương Nhi sững sờ nhìn hứa mặt đang nói, trong đầu còn đang hồi tưởng lời hứa mặt nói, dây tiếp theo một tay của mình bị kéo lên. Nước này bẩn lắm, tay đẹp như vậy thì mau rửa đi hứa mặt ôn nhu nói khương nghi lúc này cũng kịp phản ứng vội vàng rút tay từ trong tay hứa mặt ra run rẩy nói ta chính mình tắm là được rồi thẩm trúc tâm vốn có chút nhìn hứa mặt với cặp mắt khác xưa nhưng nghe được lời hứa mặt nói với khương nghi âm thầm mắng trong lòng tra nam lại muốn gạt người mắt thấy khương nghi vẫn không chịu tiếp nhận mình hứa mặt cũng không cưỡng cầu đi qua một bên cùng mấy người từ dịch dùng cây lau nhà làm sạch nước động còn lại mà từ dịch cũng là đối với bạn bè này một loạt đánh mặt thủ đoạn tán gái khiến cho chịu phục quả nhiên tra nam vẫn phải có thiên phú a mà lúc khương nghi rửa tay trong lòng cũng là bởi vì hứa mặt trở nên hỏng bét đấu tranh tâm lý khương nghi ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không tin tưởng hắn nữa sao lúc trước ngươi chính là tin tưởng những thủ đoạn nhỏ này của hắn mới bị lừa bình tĩnh. Chương không bốn. Ta đột nhiên không thích ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hứa mặt cùng từ dịch quét dọn xong, trở lại phòng học, hứa mặt mới nhớ tới kéo của Khương Nghi còn ở chỗ mình. Vì thế hắn ngồi vào vị trí đem kéo trong tay trả lại cho Khương Nghi. Ngại quá, dùng kéo của cậu một chút, không được cậu đồng ý. Không có việc gì. Khương Nghi vương tay nhận lấy kéo một bàn tay như ngà voi ở trước mặt mình khiến hứa mặt không dời mắt đi được nhận thấy ánh mắt hứa mặt khương nghi vội vàng rút tay về mái tóc che khuất khuôn mặt hơi đỏ lên nhìn thiếu nữ trước mắt hứa mặt cũng buồn bực trong lòng nằm đó lúc này mình căn bản không hiểu được rốt cuộc là có bao nhiêu hỗn đạn mới đi lêu lỏng với những nữ sinh khác lấy ánh mắt của một người đến sau mà xem rõ ràng khương nghi vô luận là tướng mạo hay là dáng người đều là tốt nhất trong đó rất nhiều nữ minh tinh đều so ra kém có lẽ có thể là bởi vì tâm tư Khương Nghi đặc biệt mẫn cảm, những ngày hứa mặt yêu đương, tiến độ của hai người cũng chỉ giới hạn trong nắm tay và ôm ấp. Biết Khương Nghi tâm tư mẫn cảm, thời gian buổi chiều hứa mặt cũng không kỳ vọng thông qua hành động áp dụng phát triển thực chất. Đến buổi tối, hứa mặt và từ dịch đi dạo bên ngoài. Đi nhanh đến cửa phòng học, liền thấy một cô gái chờ ở đó, thấy hứa mặt đi tới, lập tức nở nụ cười chạy chậm tới ngày hôm qua sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Nhìn nữ sinh trước mắt này, nhớ tới ghi chép nói chuyện phím trong điện thoại di động, hứa mặt lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, vội vàng đánh giá bốn phía cùng phòng học một chút, phát hiện Khương Nghi không ở chỗ này, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới Khương Nghi có thể lập tức trở lại, vội vàng kéo nữ sinh ra bên ngoài, cách phòng học rất xa. Một màn này, vừa vặn bị thẩm trúc tâm từ bên ngoài trở về nhìn thấy. Trúc tâm, ngươi là thanh mai trúc mã không làm cho người ta bớt lo a à? trần điềm điềm nhìn hứa mặt giống như bắt trộm kéo cô gái ra ngoài nói với nữ sinh xinh đẹp bên cạnh thẩm trúc tâm nghe được bạn cùng bàn cười nói nhướng mày vội vàng giải thích không phải không phải chúng ta chỉ ở cùng một tòa nhà không tính là thanh mai trúc mã sau đó cô lại nhớ tới giọng điệu và dáng vẻ nói chuyện của khương nghi và hứa mặt hôm nay không được không thể để hắn tiếp tục như vậy anh kéo tôi ra ngoài làm gì? Nhìn nữ sinh nũng nịu trước mắt kéo tay mình lắc lư nói. Hứa mặt hít sâu một hơi. Cái kia, ta đột nhiên không thích ngươi. Sau này, ngươi đừng tới tìm ta. Tiếng chuông vào học vang lên, hứa mặt vuốt gương mặt nóng bỏng trở lại phòng học. Tri nhân tri diện bất tri tâm, nũng nịu đều là giả bộ. Mà Khương Nhi ngồi vào vị trí im lặng học tập cũng không nhận ra hết thảy, mà là hai mắt nghiêm túc muốn cùng đề toán chiến đấu hăng hái đến cùng. Đến giờ tự học buổi tối tan học, suy tư nhiều lần, thẩm trúc tâm quyết định nói chuyện với hứa mặt. Trên lưng đeo túi, thẩm trúc tâm lập tức đi tới trước mặt hứa mặt, bình tĩnh nói. Người theo ta ra ngoài một chút. Một câu nói khiến không ít người trong lớp ghé mắt. Hứa mặt đang thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn thẩm trúc tâm đã tới trước người, có chút ngoài ý muốn, sau đó đã bị lời của nàng làm cho có chút không hiểu. Nhìn thoáng qua Khương Nghi bên cạnh, phát hiện vẻ mặt của nàng không có gì thay đổi, mới yên tâm. Đeo cặp sách lên lưng, anh chậm rãi đi theo cô ra ngoài. Nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở phía sau, hai người đi về hướng ngược lại của trường học, đi thẳng đến dưới tàn cây bên ngoài tòa nhà dạy học. Có chuyện gì? Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hứa mặt nói. Chuyện cậu tự làm cậu không biết. Hứa mặt chú ý tới giọng nói của thẩm trúc tâm biến hóa, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt có chút lạnh lùng của thẩm trúc tâm. Sao ngươi lại cặn bã như vậy? Chút tâm cơ này của ngươi không thể dùng để học tập sao? Tôi đã làm gì? Nghe giọng điệu vô tội này của hứa mặt, thẩm trúc tâm nhíu mày. Ngươi mỗi ngày không có việc gì làm, ngoại trừ một cái miệng. Liền biết lừa gạt nữ hài tử. Nhìn thiếu nữ trước mắt có nề nếp ở chỗ này nói mình, hứa mặt đột nhiên cảm giác được có chút thân thiết khóe miệng hơi nhếch lên được 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 ta biết sai rồi ngươi nói đều đúng cảnh tượng hứa mặt heo chết không sợ nước sôi làm cho thẩm trúc tâm có chút bối rối ngữ khí nói chuyện cũng nặng hơn một chút muốn đem lời nói nặng hơn một chút đem hứa mặt đánh trở về nguyên hình ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại sao ngươi nhìn xem thành tích của ngươi ngươi không phải khinh thường lâm tu bạch sao quản tốt chính mình chính mình như vậy đừng ảnh hưởng người khác. Nên nói ta đã nói rồi, ngươi nên làm tốt. Nói xong, quay đầu bước đi. Đồ đệ ở lại bên ngoài xem ra, thân ảnh hứa mặt có chút hiu quạng. Hôm nay làm sao vậy, thay nhau lên sân khấu hành hạ mình, hứa mặt có chút không nói gì nghĩ đến. Chăm chọc hai câu, hứa mặt chạy bộ về nhà, sống lại trở về hắn cũng nhận thấy được bộ thân thể này quá gầy yếu, muốn tăng cường rèn luyện A. Về đến nhà, tắm nước lạnh đơn giản, hứa mặt liền cầm lấy cây guitar có chút bụi bặm ở góc phòng, cẩn thận lau sạch sẽ. Mỗi ngày luyện tập nhạc cụ cũng là hứa mặt kiếp trước thói quen, hứa mặt trọng sinh trở về cũng khẳng định sẽ không hoang phế. Chính âm vài cái, tùy ý bấm dây đàn vài cái, hứa mặt tìm cảm giác. Nhắm mắt lại, chậm rãi gãy dây đàn, anh thuần thuộc gãy guitar vài cái, anh chơi rất có cảm tình, cũng không phải âm nhạc phức tạp, không phức tạp nhưng đi thẳng vào lòng người tâm tình cũng theo âm nhạc tiến hành thư giãn. Luyện một đoạn thời gian, hứa mặt mới lên giường ngủ. Sáng hôm sau, kết thúc buổi sáng, giao xong bài tập, hứa mặt gọi bạn bè từ dịch, hai người cùng đi về đúc xê. Đêm qua, thẩm trúc tâm gọi ngươi ra ngoài nói cái gì? Từ dịch và hứa mặt đi cùng nhau tò mò hỏi. Ngươi đoán. Từ dịch nhìn thoáng qua hứa mặt, không nể tình nói. Dù sao cũng không phải thổ lộ với cậu hai người bọn họ cùng thẩm trúc tâm từ nhỏ đã ở cùng một trường học khi còn bé thẩm trúc tâm chính là nữ thần trong lòng bọn nhỏ vô luận là hứa mặt cùng hắn hay là không ít người khác đều từng đuổi theo sau mông của nàng thay đổi đa dạng lấy lòng nàng nhưng có ai thành công đây mặc dù người anh em này của mình không tệ tìm thư uyển nhưng hắn không tin hứa mặt có thể thành công đi ở đi vê trên đường hai người xa xa nhìn lại bản thông báo nơi đó đã vây quanh không ít người từ dịch thích náo nhiệt, chạy chậm chui vào. Trên bản thông báo có hai cột, một cột là phòng giáo vụ của trường dùng để công bố lượng hóa mỗi ngày của mỗi lớp, thông báo phê bình, cùng với các loại chuyện quan trọng, cột còn lại là các loại hoạt động tuyển dụng và thi đấu do câu lạc bộ của trường đăng tải. Cột thứ nhất, rõ ràng một tờ giấy ở phía trên dáng, thông báo hai chữ to rất bắt mắt. Từ dịch nhìn cười nói thầm. Tớ xem là mấy lớp lén chơi điện thoại bị bắt bản thông báo sở dĩ vây quanh nhiều người như vậy cũng không chỉ là bởi vì chuyện thông báo cho sinh viên ở cột thứ nhất mà là cuộc thi thu thập thơ ca mỗi năm một lần ở cột thứ hai từ dịch đại khái nhìn vài lần cái gì thơ ca yêu cầu chỉ cần ba hàng không để ở trong lòng tiếp tục nhìn xuống gì cơ đăng ký là có thể lĩnh quà tặng hai mắt từ dịch sáng ngời đêm qua anh đã nói gì với hứa mặt hoàng thiến nàng tự nói là hộ hoa sứ giả của thẩm trúc tâm khinh thường hứa mặt nhất quay mặt lại nhìn nữ sinh bên cạnh hỏi cũng không có gì chỉ là để cậu ấy quản tốt bản thân chăm chỉ học tập nghe thẩm trúc tâm nói hoàng thiến thở phào nhẹ nhõm nói ta biết là như vậy ngươi làm sao có thể coi trọng hắn đây nhưng trúc tâm cuộc thi thơ anh nhớ năm ngoái em được giải nhì năm nay nếu tham gia không ngừng cố gắng giải nhất khẳng định không thành vấn đề nghe hoàng thiến nói thẩm trúc tâm cười cười khiêm tốn nói vận khí tốt mà thôi năm nay có thể được giải thưởng gì khó nói nhưng trong ánh mắt chờ mong cùng ý chí chiến đấu có thể nhìn ra nàng rất có lòng tin chương không năm hắn làm sao viết cái gì thơ a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio đồng học ngươi là tới báo danh sao học trưởng mặc áo khoác đỏ đeo kính nhìn tiểu hắc mập mạp trước mắt nói hắn thế nào cũng cảm giác người này cùng làm thơ căn bản không hợp nhau. Đúng vậy. Từ dịch nói xong, nhận lấy tờ đơn đưa tới bắt đầu điền vào. Tự tin viết xuống lớp, tên, chim cánh cục. Sau đó nhận lấy phần thưởng tham dự của một nữ sinh khác, nghênh ngang rời đi. Nhìn vào bản trước mặt, sinh viên phụ trách đăng ký nhiệm vụ này nhìn vào tên trên đó. Hứa mặt. Tên và người cũng không hợp. Người tới báo danh rất nhiều, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua để cho người xếp hàng phía sau điện vào bản thẩm trúc tâm và hoàng thiến cũng đang xếp hàng hai người nói chuyện phím thời gian đi tới báo danh địa phương báo danh cũng đến phiên thẩm trúc tâm nhận lấy bản thẩm trúc tâm cười đối trước mắt học trưởng nói dương tu học trưởng người báo danh rất nhiều a à? là thành viên hội học sinh thẩm trúc tâm và nam sinh đeo kính trước mắt cũng rất quen thuộc đúng là rất nhiều dương tu cười cười nhưng động tác trong tay cũng không bỏ sót, đưa tờ đơn trong tay cho người bên cạnh. Nữ sinh xinh đẹp như thẩm trúc tâm, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó, bạn bè bên cạnh dương tu vội vàng phát giải thưởng tham dự thấy thẩm trúc tâm điền xong cũng súng lại, nhìn bản trong tay dương tu nịnh nọt nói. Anh Dương, cho em xem số chim cánh cục của nữ sinh vừa rồi. Anh muốn theo đuổi người ta, tôi nói cho anh biết, Lâm Tu Bạch, anh biết không? Nghe Dương Tu nói vậy, nam sinh sửng sốt nói biết chứ ai mà không biết chứ lâm tu bạch đang theo đuổi cô ấy gần một năm rồi cũng không thành công dương tu trầm ngâm ghé vào tai cậu nói sao cậu cảm thấy cậu còn lợi hại hơn cả lâm tu bạch nói tào tháo tào tháo đến dương tu vừa nói xong những lời này liền thấy một nam sinh cao cao gầy đẹp trai như ánh mặt trời đi tới lấy tay chọc chọc nam sinh bên cạnh liền không nói gì nữa nam sinh lắc đầu thở dài một hơi, đi qua một bên, lại vội vàng phát thưởng tham dự. Học muội điền vào mẫu đơn này trước. Nhìn trước mắt để cho hắn lần đầu tiên nhìn liền kinh vi thiên nữ sinh, hắn vẫn là lựa chọn tắm rửa ngủ đi. Lâm Tu Bạch là vì thẩm trúc tâm tới, nghe nói thẩm trúc tâm báo danh ở đây, hắn liền tới xem. Nhìn Lâm Tu Bạch tới, thẩm trúc thầm nói. Cậu cũng tới báo danh. Vết thương thế nào? Nghe thẩm trúc tâm quan tâm mình, lâm tu bạch có chút mừng rỡ nói ta báo danh xong vết thương không sao hoàng thiến nhìn hai người bên cạnh có chút ý vị thần tiên quyến lữ nàng cũng không chen vào được chỉ có thể yên lặng điền vào bản hả hứa mặc cũng đăng ký tham gia hoàng thiến liếc nhìn bản trên đó kinh ngạc nói hắn biết làm thơ nghe được hoàng thiến nói thẩm trúc tâm cùng lâm tu bạch có chút kinh ngạc ngừng nói chuyện rõ ràng theo ngón tay Hoàng Thiến nhìn thấy tên hứa mặt. Hắn làm sao có thể làm thơ? Nghĩ đến lúc học trung học cơ sở, không biết anh tham khảo từ đâu tới, đọc thơ không có tâm ý gì, cô cũng có chút thất vọng. Đối với người yêu thích thơ ca như cô mà nói, những bài thơ của hứa mặt quả thực không xứng gọi là thơ. Hắn làm sao biết viết thơ gì? Mặc cho hắn viết như thế nào, phỏng chừng ngay cả giải ba cũng không chiếm được. Lâm Tu Bạch khinh miệt nói, nhớ tới hơn một tuần trước mình trúng mấy quyền của hứa mặt hắn liền nổi giận hắn cùng lắm chỉ là một tên lưu manh mà thôi hoàng thiến cũng nói có lẽ chính là phần thưởng muốn tham dự thẩm trúc tâm không phủ nhận lời nói của hai người nàng cũng cảm thấy hứa mặt đại khái chính là vì phần thưởng mà tới mà hứa mặt và tự dịch tách ra trở lại phòng học ngồi vào vị trí của mình tiến hành quy hoạch tương lai đúng ứng với câu nói kia của thẩm trúc tâm cô thi đậu vào trường danh giá mà lần đầu tiên mình thi đại học danh rất tôn sơn sau đó học lại cũng chính là tại học lại một năm kia hắn phát hiện mình tuyệt đối âm cảm thiên phú vốn đã rất thích âm nhạc anh lựa chọn con đường nghệ thuật này trải qua không đến một năm cố gắng dựa vào giọng nói và thiên phú âm cảm tuyệt đối của mình thành công thi đậu vào từng trường đại học đời này hứa mặt cũng quyết định vẫn là muốn đi con đường này bằng chính mình người sống lại kinh nghiệm sau đó cố gắng một chút thi cái trường danh giá không khó thành tích thi nghệ thuật không cần quá lo lắng thành tích văn hóa là một vấn đề hoang phế nhiều năm như vậy hứa mặt đã quên sạch những thứ kia bất quá còn có một năm rưỡi thời gian hứa mặt có lòng tin tiết học buổi chiều nền tảng tự giác rất kém cỏi hứa mặt không nghe giáo viên giảng bài mà là học lại từ đầu từng chút từng chút cố gắng rất nhanh đã đến tiết học cuối cùng, theo một tiếng chuông vang lên, hứa mặt cùng từ dịch lao ra khỏi phòng học, chạy tới căng tin. Buổi tối người ăn cơm tương đối ít một chút, ví dụ như một số nữ sinh vì giảm béo sẽ không ăn cơm. Cho dù là như vậy, người vẫn là rất nhiều, bất quá hứa mặt cùng từ dịch vẫn là bằng vào tốc độ rất nhanh liền cướp được phía trước nhất. Ăn cơm xong, hai người mặt đối mặt ngồi, từ dịch nói nhiều liền lại nhảy chuyện chơi game miệng phun hương thơm nói đồng đội chim ngốc gặp phải đêm qua. Nghe từ dịch nói liên miên cằn nhằn, trong lúc tình cờ hứa mặt thấy được một thân ảnh quen thuộc cách hắn có chút khoảng cách. Tìm thư uyển vê đúc chấm giao su sinh chấm com khương nghi. Cô bưng cơm ba mau tiền, canh miễn phí cùng cải bắp, tìm được một gốc căng tin, một mình cô độc ăn cơm, kỳ thật từ mỗi ngày cô chỉ mặc đồng phục rộng rãi, là có thể biết tình huống gia đình cô không tốt. Hứa mặt nhìn thấy, cau mày nói chính là lúc thân thể dài ra, ăn mấy thứ này có được không? Phải nghĩ ra một biện pháp. Hứa mặt thì thào tự nói, trực tiếp đưa tiền cho Khương Nghi khẳng định không được, huống hồ hắn cũng không có bao nhiêu tiền, phải nghĩ một phương pháp để Khương Nghi thông qua chính mình cố gắng kiếm tiền, cũng sẽ không khiến cho nàng phản cảm. Hứa mặt trở lại phòng học, nhìn Khương Nghi đã cơm nước xong trở về, ngồi ở vị trí cầm bút không biết đang làm gì. Hứa mặt vẫn nghĩ cách giúp Khương Nghi, cũng không nhìn kỹ cô đang làm gì thật sự có chút nghĩ không ra, liếc mắt nhìn thứ nàng đặt dưới tay. Mặc dù là dùng bút bi màu đen phát họa, nhưng nhân vật trông rất sống động, lúc này hứa mặt mới nhớ tới trình độ vẽ tranh của Khương Nghi rất tốt, trong nhà mình còn có một bức tranh hoạt hình cô vẽ cho mình. Đúng vậy, trình độ của Khương Nghi hoàn toàn có thể vẽ truyện tranh. Mình hoàn toàn có thể viết một quyển tiểu thuyết ngắn tham gia thi đấu lấy được top mấy, sau đó lấy được quyền cải biên truyện tranh, lén lút thuê khương nghi vẽ truyện tranh là được như vậy mình có thể kiếm tiền cũng có thể hợp lý để khương nghi yên tâm thoải mái tiếp nhận mà hứa mặt cũng hoàn toàn có năng lực đó lúc hắn học đại học dựa vào viết tiểu thuyết kiếm được một ít tiền sau đó ở giới giải trí vài năm không ai hỏi thăm cũng là dựa vào viết tiểu thuyết kiếm tiền chống đỡ được bất quá lấy được mấy người đứng đầu cuộc thi có chút khó khăn bất quá đảo mắt nghĩ đến ưu thế của mình dựa vào người sống sót nếu như viết không ra tác phẩm đứng đầu hắn nên mua miếng đậu hũ đâm chết là được, trong lòng hứa mặt nghĩ. Chương 06 Ngươi sợ tối a? À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhớ rõ mấy ngày nay, hình như có một cuộc thi tiểu thuyết ngắn mang tính toàn quốc, trường học cũng tiến hành tuyên truyền, điều này vừa vặn thích hợp, nghĩ, hứa mặt mở từ điển ra, lật hai cái, đến phần chính giữa. Một cái rảnh hình chữ nhật xuất hiện trước mặt. Màu trắng, to bằng bàn tay, phía dưới vẫn là một chiếc điện thoại di động của thanh dẫn đường cố định, vững vàng nằm trong rảnh. Kích thước vừa vặn, sẽ không xuất hiện tình huống trượt loạn. Chúng ta cũng không biết tại sao lại có người trộm điện thoại di động bị bắt được. Đạo cứu rỗi ở trong đó a à? Hứa mặt cười nhẹ nói, liền ấn nút khởi động máy, mở điện thoại di động ra. Trước đó đã nói Long Quốc đề xuất rất nhiều chính sách văn hóa để ứng phó với sự xâm lược văn hóa nước ngoài, Cúp Hoa Văn chính là sản phẩm do vậy mà ra đời, đã ra đời rất nhiều năm, những năm qua đã ra đời rất nhiều tác phẩm xuất sắc nổi tiếng. Cuộc thi Cúp Hoa Văn hàng năm cũng nhận được sự quan tâm của những người yêu thích văn học lòng quốc. Cuộc thi có giải vàng, giải bạc, giải đồng. Lần lượt thiết lập tiền thưởng, giải vàng 100.000 tệ, giải bạc 50.000 tệ, giải đồng 15.000 tệ. Trưng cầu bản thảo không thu bất kỳ chi phí nào tác phẩm dự thi do đông đảo cư dân mạng tiến hành bỏ phiếu lựa chọn cũng do đơn vị tổ chức mời chuyên gia thâm niên cùng giáo sư tổ chức thành lập ban giám khảo tiến hành sơ bình đối với tất cả bản thảo phục bình trao giải hứa mặt nhìn thời gian một chút cách thời gian báo danh hết hạn còn có một tuần kết bản thảo thời gian thở phào nhẹ nhõm yên lòng may mắn còn có thời gian phanh phanh hai tiếng kéo hứa mặt từ trong suy nghĩ đối với truyện ngắn trở về nhìn mấy cái kẹo sữa thỏ trắng lớn trên bàn hứa mặt quay đầu nhìn về phía từ dịch đang run rẩy thưởng cho ngươi nói xong hắn liền chạy đến chỗ ngồi của mình phía trước đi qua một bên hứa mặt gắt một cái nói xong hứa mặt cúi đầu tiếp tục nhìn tác phẩm cúp hoa văn những năm trước chủng loại rất nhiều các loại đều có trùng hợp lúc này điện thoại di động của hứa mặt bắn ra một đơn xin kết bạn hứa mặt nhìn thoáng qua văn học xã thêm quy của mình làm gì, không từ chối cũng không chấp nhận, hứa mặt để anh ở đó. Đang nhìn điện thoại di động ngay ngốc suy nghĩ, hứa mặt đột nhiên cảm giác được khuỷu tay của mình bị người dùng khuỷu tay đâm vài cái. Chủ nhiệm lớp tới. Khương Nghi làm bộ như tiếp tục vùi đầu học tập, nhưng ngoài miệng nhỏ giọng nói. Được Khương Nghi nhắc nhở, hứa mặt vội vàng đặt điện thoại xuống dưới sách, cầm bút giả vờ viết chữ. Chủ nhiệm lớp hứa mặt tên là Dương Quân cũng không có kiểu tóc địa trung hải như trong tiểu thuyết mạng, tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng tóc coi như rậm rạp, chỉ là cạo tương đối ngắn mà thôi, mặt hơi béo, bụng bự, đeo kính rộng tròn, chỉnh thể thoạt nhìn rất hiền lành. Hắn cũng chính là đi tới phòng học này đứng trong chốc lát, nhìn nhân số đều đủ, mỗi người đều ở nhìn như nghiêm túc học tập liền đi. Về phần muốn viết cái gì, hứa mặt đã nghĩ kỹ, hắn nghĩ tới kiếp trước một bộ phim điện ảnh, ban đầu sờ cầm tự hỏi động tác dừng lại, đó là chính mình thích nhất ca sĩ quay ma huyễn tình yêu điện ảnh. Hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này viết thành truyện ngắn. Bởi vì muốn viết chính là truyện ngắn cố sự, chỉ có một vạn chữ, không giống tiểu thuyết Internet như vậy, có thể viết đại lượng số chữ viết cái loại này ngọt ngào yêu đương hoặc là trang bức đánh mặt tình tiết, ngắn gọn như vậy cố sự khẳng định phải có một cái đặc biệt nổi bật một điểm, sáng tạo giống như phục bút, huyền nghi gì gì đó mà điểm sáng của tác phẩm này chính là sự thay đổi của đường thời gian câu chuyện tình yêu sâu sắc của nam nữ chính hứa mặt trầm ngâm trong chốc lát cảm thấy ý nghĩ này rất khả thi rất có triển vọng nghĩ như vậy liền lấy laptop ra hưng phấn mà đem đại cương làm ra trước điều này đối với hứa mặt mà nói cũng không khó hắn xem qua bộ phim kia mấy lần nội dung bên trong coi như là vô cùng quen thuộc lúc hứa mặt đang vùi đầu không biết viết cái gì khương nghi ở một bên mới từ trong đề mục phục hồi tinh thần lại sau khi trải qua nỗ lực nặng nề giải quyết một đề mục rất khó một loại cảm giác thành tựu khó hiểu từ trong lòng dâng lên thở phào nhẹ nhõm khương nghi trong lúc vô tình nhìn thấy hứa mặt vùi đầu nghiêm túc viết nhìn sườn mặt vắt óc suy nghĩ của hứa mặt cô nhất thời ngây người kiểu tóc hơi thay đổi một chút sườn mặt hứa mặt thoạt nhìn càng thêm nhu hòa từ góc nhìn của khương nghi mà xem vừa vặn có thể nhìn thấy nốt ruồi nước mắt nơi khóe mắt hắn lại phối hợp với ánh mắt nghiêm túc, rất đẹp trai, rất đẹp trai, đây là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng Khương Nghi. Nhìn nhìn, Khương Nghi đỏ mặt, động tác viết chữ của hứa mặt dừng lại một chút, nhận thấy như vậy, nàng vội vàng xoay mặt qua. Nhưng phát hiện hứa mặt suy nghĩ một lát, lại tiếp tục viết, cô lại lén lút quay đầu nhìn lén. Ken, Ken, Ken. Chuông Westminster được khắc sâu trong tâm hồn của mỗi học sinh âm thanh mang tính biểu tượng của hầu hết các lớp học ở mọi trường học. Thanh âm vừa mới phát ra, tòa nhà dạy học vốn yên tĩnh nhất thời huyên náo lên, cũng kéo Khương Nghi đang ngây ngốc trở về hiện thực, nhanh chóng làm bộ như thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cho đến khi các học sinh top 5 top 3 kết bạn từ trong phòng học đi ra ngoài, hứa mặt vẫn còn chuyên chú suy nghĩ đại cương. Lúc hứa mặt rời khỏi trường học, người đã không nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ tới mình cấu tứ đại cương có thể chuyên chú như vậy tìm thư uyển sinh chấm com đến một đoạn đường tương đối tối, hứa mặt cưỡi xe, liền thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới gần ven đường, rất chậm, rất chậm. Bóng lưng này sao lại quen thuộc như vậy? Hứa mặt dừng lại, nhìn bóng lưng của cô, thử hỏi. Khương Nghi Nghe được tên mình, Khương Nghi theo bản năng quay đầu nhìn về phía hứa mặt. Nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa đào trước mắt, còn mang theo một chút mê hoặc đột nhiên có người gọi mình đồng tử hứa mặt kịch liệt trung rẩy. Nhìn hứa mặt ngẩn người, nhìn thẳng vào mặt mình, Khương Nghi đỏ mặt, có chút xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Phản ứng lại, hứa mặt có chút chần chờ đi tới bên cạnh Khương Nghi. Ngươi đã trễ thế này sao còn chưa về nhà? Bất quá đợi đến khi hứa mặt đi tới bên cạnh cô, chú ý tới phần đuôi thật dài cầm trong tay cô, phía trước thô to, phấn hồng, tục xưng đèn tin gì đó, liền ngầm hiểu là chuyện gì xảy ra cậu sợ bóng tối à hứa mặt nói vậy anh đưa em về nhà đi không cần tôi tự đi là được nói xong khương nhi cũng chậm rãi tiếp tục đi về phía trước nhìn bộ dáng bướng bỉnh của khương nhi thở dài hứa mặt nói hay là để tôi tiễn cậu đi con gái buổi tối một mình rất nguy hiểm mặc dù hứa mặt nói như vậy bước chân khương nhi cũng chỉ dừng lại một chút lại tiếp tục đi về phía trước buổi tối một người về nhà trong bóng tối cất giấu rất nhiều thứ không biết, có lẽ là một con hung thú, có lẽ là quỷ, có lẽ là ma cà rồng đói khác nào đó. Có lẽ là tang thi trong phim kinh dị, có lẽ là yêu quái tu luyện thành tinh. Nhìn Khương Nghi càng đi càng xa, hứa mặt hô. Chương 7 Người thơ đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khương Nghi nghe được lời của hứa mặt, nhìn bóng tối trước mắt càng ngày càng đen, giống như những quái vật hứa mặt nói đang ẩn ở bên trong một khi mình đi vào bên trong sẽ nhào về phía mình vừa nghĩ như vậy liền không dám tiếp tục đi xuống đứng sững sờ ở nơi đó mà hứa mặt thấy khương nghi ngừng lại liền vội vàng đạp xe đi ngang qua trước mặt cô nói lên đi anh đưa em giờ khắc này hứa mặt rất có cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân hắn nói xong ngẩng đầu nhìn khương nghi nước mắt lưng tròng cùng với giọng điệu nghẹn ngào ngươi biết ta sợ ngươi còn muốn dọa ta nhìn bộ dạng đáng thương của khương nhi hứa mặt xoa đầu có chút xấu hổ cái đó tôi không cố ý đêm dần dần khuya thành phố chậm rãi yên tĩnh lại đủ loại đèn lóng lánh lục tục tắt không ít chỉ có một hàng đèn đường trên đỉnh tòa nhà cao tầng từng ngọn bóng đèn sáng lên nắm chặt đi thôi dưới sự cố gắng của hứa mặt khương nhi thành công ngồi lên xe Đường đến nhà Khương Nghi và đường đến nhà hứa mặt đại thể thuận đường, cần đi đường vòng một chút. Tình hình giao thông đến nhà Khương Nghi hứa mặt không quen thuộc, chạy đến nơi giảm tốc độ, hứa mặt mới nhìn thấy, sốc nảy một chút, Khương Nghi trực tiếp đụng vào sau lưng hứa mặt. Cảm nhận được sự mềm mại phía sau, hứa mặt có chút ngây người, sau đó quay đầu nhìn Khương Nghi một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nghi có chút đỏ lên. Tôi không thấy tốc độ giảm, cô không sao chứ? Không có việc gì phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ của Khương Nghi. Tình hình giao thông kế tiếp cũng tạm được, rất nhanh, hứa mặt đã đưa Khương Nghi đến nơi cần đến. Đến nhà tôi rồi. Khương Nghi nói với hứa mặt. Xuống xe, cô đi được hai bước, lại cảm thấy quên cái gì đó, quay đầu lại nhìn hứa mặt nói. Hôm nay, cảm ơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là lạnh hay xấu hổ, đỏ rực như cà chua. Nói xong, liền quay đầu vào nhà. Lúc đóng cửa, thấy hứa mặt xa xa đang vẫy tay, ngủ ngon, ngày mai gặp. Nhìn bóng dáng nhảy nhót xa xa, Khương Nghi cảm thấy trong lòng có chút an tâm. Ngày mai gặp lại. Cô gái khẽ ngâm nga đóng cửa lại. Vừa rồi đúng là nhìn đến ngay người A. Đi trên đường, hứa mặt tự dễu, trong đầu còn nhớ lại ánh mắt kinh hồng vừa rồi. Về đến nhà, tắm rửa đơn giản xong, hứa mặt đi tới trước bàn cẩn thận sắp xếp đại cương do anh suy nghĩ bởi vì còn gần một tuần, hứa mặt không hề sốt ruột, chậm rãi viết. Viết một hồi, cho đến khi buồn ngủ, hứa mặt mới chậm rãi lên giường. Ngày hôm sau, sáng sớm, hứa mặt liền tỉnh ngủ rời giường, đi tới phòng học, giống như thường ngày, Khương Nhi vẫn là đã sớm đi tới nơi này đọc sách. Mỗi ngày đều tới sớm như vậy a à. Thói quen dậy sớm là được. Ngày hôm qua bởi vì hứa mặt đưa Khương Nhi về nhà, quan hệ vốn cứng nhắc của hai người cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, giọng nói cũng thả lỏng một chút. Không nói chuyện với thẩm trúc tâm nữa, tránh quấy rầy cô học tập, hứa mặt lấy sách ra đọc. Bởi vì tinh thần rất nhiều, trạng thái học thuộc lòng hứa mặt tốt hơn rất nhiều, đến cuối buổi sáng, trong lớp đã có không ít người bởi vì buồn ngủ ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi. Mà cả buổi sáng hứa mặt đều học thuộc lòng nhìn thấy một màn như vậy đột nhiên có một loại cảm giác học tập nhiều hơn người khác mà mừng thầm thời gian buổi sáng, hứa mặt trên cơ bản đều là đang chuẩn bị đại cương, cùng Trần Thanh nói chuyện phím, thỉnh thoảng hỏi thẩm trúc tâm đề mục tăng thêm một chút tình cảm song phương. Đến giờ nghỉ trưa, hứa mặt đi tới lan can trường học, có rất nhiều tiểu thương tụ tập ở đó, có bán bánh kẹp tay, bánh bao nhân thịt, kẹo bông gòn các loại đồ ăn vặt. Hứa mặt đi tới đây tốn 7 đồng mua hai sâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa đi dạo lung tung trong trường học. Trường học nơi này xây dựng không tệ a. À hứa mặt đi tới tòa nhà nghệ thuật mới xây mấy năm nay của trường. Đi ở hành lang tòa nhà nghệ thuật, người ở đây cũng không nhiều, hứa mặt chậm rãi đi tới, đàn đánh giá chung quanh, chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm truyền đến, giai điệu du dương, đi lên lầu 2, theo bậc thang càng ngày càng cao, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Theo tiếng đàn dương cầm, hứa mặt chậm rãi đi tới cuối góc trái lầu 2, đi tới cửa sau của một phòng học âm nhạc, nhìn vào bên trong. Đập vào mắt là một thân ảnh cao gầy, mặc dù đưa lưng về phía hứa mặt không thấy rõ tướng mạo, nhưng hứa mặt có thể cảm giác được nữ sinh đánh đàn dương cầm này rất xinh đẹp. Từ bên cạnh nhìn, hai tay thon dài của nàng ở giữa phím đàn bay múa, thuần thục đánh ra giai điệu du dương nhẹ nhàng. Hứa mặt dựa vào cửa ở phía sau nghe một hồi, trong khoảng thời gian ngắn nhập thần. Trong lúc bất giác cửa bị chính mình dựa vào tường phát ra âm thanh loãng xoảng loãng xoảng. Âm nhạc dừng lại. Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh, hứa mặt có chút mơ hồ đón lấy ánh mắt nữ sinh quay đầu nhìn lại. Dặn coi như vậy hai giây. Bạn học, tôi không cố ý quấy rầy bạn. Hứa mặt nhìn ánh mắt quán trách của nữ sinh, xin lỗi nói. Thấy cô còn nhìn về phía mình, hứa mặt nhìn kẹo hồ lô trong tay, thử hỏi một câu. Hay là tôi đưa kẹo hồ lô tôi vừa mua cho cô? Nữ sinh nghe được lời của hứa mặt có chút ngoài ý muốn lộ ra một nụ cười ngoài ý muốn nhìn hứa mặt nhiều hơn hai mắt sau đó quay đầu lại tiếp tục đàn lên hứa mặt nhìn cô gái không để ý đến mình nữa vội vàng rời đi đi tới phòng học thẩm trúc tâm nhìn hứa mặt không ở vị trí của mình đợi một lát cũng không có tới liền đi tới ngồi ở phía trước phòng học hỏi từ dịch ngồi ở nơi đó hứa mặt đi đâu rồi từ dịch cũng không có cách nào tôi cũng không biết có thể ra ngoài chơi nghe được từ dịch cũng không biết hứa mặt đi nơi nào, thẩm trúc tâm cũng không có biện pháp, trong lòng có chút mất hứng. Tìm thư uyển www chấm com khoảng cách thời gian giao bản thảo cuộc thi thơ ca cũng chỉ có một ngày, làm cán bộ hội sinh viên, thẩm trúc tâm vốn định thuận đường đem bản thảo dự thi trong lớp mình thu thập lại giao lên. Rất thuận lợi thu thập bản thảo theo danh sách, cũng chỉ còn lại một mình hứa mặt. Hoàng Thiến ở một bên nhận nước xong thấy thẩm trúc tâm không đợi được hứa mặt, có chút bất mãn nói hứa mặt còn chưa tới sao thẩm trúc tâm lắc đầu nói không có vậy hắn có thể đi đâu à hoàng thiến nói ba người nói chuyện công phu hướng phòng học bên ngoài nghiêng người từ dịch vừa vặn từ phòng học cửa trước thấy được hứa mặt ai hắn đến rồi mà thẩm trúc tâm và hoàng thiến cũng theo ánh mắt từ dịch quay đầu nhìn hứa mặt cầm kẹo hồ lô hứa mặt đặt ngang kẹo hồ lô trước mặt mình cắn một miếng cứ như vậy chậm rãi về tới phòng học đi vào phòng học đi tới chỗ khương nghi đưa cho cô một cây kẹo hồ lô vừa mua đây rồi hứa mặt cười nhẹ nói nghe hứa mặt nói vậy khương nghi ngẩng đầu nhìn hứa mặt mà một màn này vừa vặn bị thẩm trúc tâm từ phía trước phòng học đi tới nhìn thấy nhìn thấy hứa mặt mỉm cười đưa kẹo hồ lô trong tay cho khương nghi một loại cảm giác nói không rõ từ trong lòng thẩm trúc tâm dâng lên tôi nói là đi đâu thì ra là đi mua kẹo hồ lô cho nữ sinh không phải em thích ăn sao anh đã mua rồi hứa mặt sinh sợ khương nghi không chấp nhận còn muốn nói tiếp nhưng bị thẩm trúc tâm đi tới cắt đứt hứa mặt thơ của ngươi đâu đi tới chỗ hứa mặt thẩm trúc tâm đem hết lực chú ý rời khỏi kẹo hồ lô trong tay khương nghi nhưng càng nhắc nhở mình không nên đi xem nhưng luôn muốn nhìn hai lần tâm tình cũng bởi vậy mà phiền não rất nhiều giọng nói cũng trở nên không tốt. Chương 08 Con cua Phát sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mặc dù bị lời nói của thẩm trúc tâm làm cho có chút mơ hồ, nhưng hứa mặt vẫn nói Tôi cũng chỉ ăn một sâu Khương Nghi chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận, nhận lấy kẹo hồ lô trong tay hứa mặt Bạn thảo cuộc thi thơ ca gì? Hứa mặt quay đầu nhìn về phía thẩm trúc tâm sắc mặt không tốt không phải anh tham gia thi đấu thơ sao nghe hứa mặt nói thẩm trúc tâm hỏi ngược lại nghe vậy hứa mặt có chút mờ mịt thơ ca gì sao tôi lại không biết chứ không có nghe hứa mặt nói thẩm trúc tâm vốn có chút mất hứng theo bản năng cảm thấy giống như hoàng thiến và lâm tu bạch nói nhất định là chỉ muốn nhận được phần thưởng tham dự sau đó quên mất chuyện phải giao bản thảo nghĩ như vậy thẩm trúc tâm sắc mặt cũng trở nên lạnh lên nhìn hứa mặt nói ngươi coi như chỉ là vì tham dự phần thưởng đi vậy cũng phải đem viết thơ giao ra a à? thanh âm rất lớn không ít người đều nhìn qua sau đó hai mặt nhìn nhau tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng không khỏi vui sướng khi người gặp họa tôi thực sự không biết cuộc thi thơ nào sắc mặt thẩm trúc tâm như sương nhìn hứa mặt ngươi còn đang ngụy biện nói xong câu đó liền quay đầu đi ra phòng học nếu như người bên ngoài nghiêm túc nhìn nạn lời nói, có thể cảm giác được nạn không riêng gì chỉ là tức giận, khóe miệng còn cố nén co rúng, có chút ủy khuất dáng vẻ. Hứa mặt đang có chút mơ hồ, từ dịch từ phía trước chạy tới, kéo cậu ra ngoài. Hứa mặt còn có chút mơ hồ hỏi. Cuộc thi thơ ca gì? Sao tôi không biết? Nghe hứa mặt nói, từ dịch mơ hồ không rõ nói. Không phải là cuộc thi thơ ca hàng năm của trường sao? vậy chuyện này có quan hệ gì với tôi hứa mặt chăm chọc nói dựa vào cửa sổ một hồi từ dịch giống như là hạ quyết định gì đó mang theo ánh mắt nịnh nọt nhìn hứa mặt anh nếu như em nói là em làm anh sẽ không trách em chứ cái gì nghe được lời của từ dịch hứa mặt quay đầu nhìn về phía hắn tôi chính là nhìn thấy cái kia không phải tham gia có thể miễn phí lĩnh phần thưởng từ dịch xấu xa cười nói dùng tên cậu báo danh tham gia nghe được lời của từ dịch hứa mặt đột nhiên nhớ tới đơn xin làm bạn tốt của câu lạc bộ văn học ngày hôm qua thì ra là như vậy tôi xê anh hứa mặt còn chưa nghe anh nói xong đã chuẩn bị động thủ nhưng tốc độ phản ứng của từ dịch rất nhanh hứa mặt vừa định động thủ liền đứng dậy chuẩn bị chạy khiến cho hứa mặt cũng hết cách quên đi tôi vẫn nên giải quyết bài thơ này trước đã hứa mặt lắc lắc tay nói nghe hứa mặt nói như vậy trong lòng từ dịch vui vẻ động tác muốn chạy cũng ngừng lại bất quá đồ ăn phải cho ta một phần hôm qua đã cho ngươi rồi cho tôi sao tôi không biết là kẹo sữa đại bạch thỏ a à? còn có những thứ khác đâu tôi ăn hết rồi ngươi đợi một lát ngươi lại đây đừng chạy đuổi từ dịch xuống lầu hứa mặt không tiếp tục đuổi nữa đi tới phòng học đi tới chỗ thẩm trúc tâm Vậy em cho anh dùng tập thơ của em một chút, anh xem một chút, anh sẽ mau chóng nọc lên. Thẩm trúc tâm không nói gì, ánh mắt đạm mạc nhìn hứa mặt một cái, liền đưa đồ cho hắn. Chờ hứa mặt đi rồi, Hoàng Thiến liền nhỏ giọng nói. Thời gian ngắn như vậy viết ra một bài thơ, ta xem là chép một bài đi. Khương Nghi cũng không tin hứa mặt có thể viết ra thơ, đưa tập thơ cho hắn, cũng chỉ nghĩ hứa mặt có thể nhanh chóng tham khảo một chút, chấp vá lung tung ứng phó nhận lấy đồ hứa mặt vội vàng chạy đến chỗ ngồi ngồi xuống hứa mặt cũng nghiêm túc nhìn thơ ca trong tập thơ cố gắng từ bên trong tìm được chút linh cảm nhìn thơ tình trước mắt hứa mặt trong lòng phun tào cái gì mà tập thơ ca viết cũng không tốt lắm buồn nôn muốn chết bất quá thỉnh thoảng mấy bài không tệ cũng làm cho hứa mặt cảm thấy hai mắt tỏa sáng kiếp trước mình đã gặp qua rất nhiều thơ nhưng ba dòng thơ cũng không nhiều hứa mặt cắn bút thầm nghĩ nhìn tập thơ trong tay hứa mặt đột nhiên nhớ tới một bài thơ kiếp trước lúc mình lướt video ngắn đã xem qua một bài thơ vô cùng hay lúc ấy mình lần đầu tiên xem đã kinh vi thiên nhân vì thế hắn nhanh chóng tìm một tờ giấy từng nét từng nét nghiêm túc chép lại chữ của hắn vốn không tệ nghiêm túc viết xuống như vậy càng xinh đẹp hơn rất nhiều sau khi tan học dương tu đến lớp hứa mặt tìm thẩm trúc tâm thẩm trúc tâm nghe được có người ở trước cửa tìm mình sau khi thấy là dương tu liền cầm thơ đã thu thập xong đi tới cửa vừa đi còn vừa nhìn hứa mặt một chút mà hứa mặt đang ở phía sau thấy thẩm trúc tâm cầm thơ muốn giao vội vàng cầm thơ vừa viết đi qua đi tới bên người thẩm trúc tâm đưa đồ cho nàng đột nhiên đưa tay ra để tôi xem viết cái gì người đứng đầu hoàng thiến cướp đi trừng to mắt nhìn trong lòng thẩm trúc còn ông một tia hứa mặt hẳn là sẽ dựa theo tập thơ mình cho hắn mô phỏng ra một bài thơ giống như điểm nhưng câu nói tiếp theo của hoàng thiến làm cho nàng thất vọng cua gọc vỏ viết cái gì vậy ha ha hơn nữa ngươi không xem yêu cầu A. À. chỉ cần viết ba hàng a à. hoàng thiến cười nhạo nói sau đó nhét thơ của hứa mặt vào tay dương tu dù sao ngươi giao là được học trưởng tìm thư uyển thu đủ rồi chúng ta đi trước nói xong sôi nổi lôi kéo thẩm trúc tâm đi mà thẩm trúc tâm nghe được hoàng thiến nói như vậy đồng dạng cho rằng hứa mặt lại làm ra một bài thơ lệch lạc tùy ý hoàng thiến lôi kéo mình đi toàn bộ quá trình không nhìn hứa mặt một cái nhìn vẻ mặt cười nhạo của hoàng thiến và ánh mắt thất vọng của thẩm trúc tâm hứa mặt âm thầm bật cười trong lòng cũng không cảm thấy có gì chờ kết quả trận đấu đi ra xem ai còn cười nhìn thấy bộ dáng hứa mặt bị hoàng thiến và thẩm trúc tâm cười nhạo một cô gái từ trong lớp đi ra hơi trào phúng liếc mắt nhìn hứa mặt một cái không biết tự lượng sức mình hứa mặt nhìn nữ sinh trào phúng mình đi ra ngoài hắn biết nữ sinh này gọi lâm diệu là một trong số ít người có ấn tượng sau khi hắn sống lại truy cứu nguyên nhân là nữ sinh này là lâm tu bạch cực kỳ liếm chó kiếp trước có thể nói là đối với lâm tu bạch toàn tâm toàn ý bất quá bởi vì tướng mạo bình thường lâm tu bạch vẫn đối với nàng không nóng không lạnh, bất quá lại bởi vì năng lực tiền của nàng cùng nàng duy trì quan hệ nhất định, mà chính mình vẫn cùng lâm tu bạch không đối phó, cho nên gián tiếp cùng nàng quan hệ không tốt, nhất là tuần trước, hứa mặt đánh lâm tu bạch về sau, càng là như vậy. trở lại vị trí, đem vừa rồi bị trào phúng ném ra sau đầu, hứa mặt nhìn đại cương truyện ngắn trong tay, rất đơn giản, không bao lâu sau, hứa mặt liền chảy chuốt xong trong đầu hiện ra bộ dáng hai người yêu thích lẫn nhau hai tay ở trên đàn dương cầm bay múa. Tôi nói cho cậu một bí mật nha. Tôi. Đến qua từ phòng đàn đến phòng học, tổng cộng 108 bước. Nhàm chán. Nhàm chán thì đừng tán gẫu A. Mặc kệ chúng ta có thể gặp lại hay không, mặc kệ em có quên anh hay không, anh chỉ muốn nói cho em một bí mật, anh yêu em. Hứa mặt cúi đầu viết ra một hàng chữ. Bí mật không thể nói. Chương 09 Bí mật không thể nói. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày đầu tiên dịp tương luân chuyển trường trung học nghệ thuật Đạm Giang, khi anh đi theo bạn học tình y tham quan sân trường, đột nhiên bị một đoạn nhạc dương cầm thần bí hấp dẫn. Dịp tương luân theo tiếng đàn dẫn dắt, đi vào một gian phòng đàn cũ, phát hiện đánh đàn chính là một nữ sinh thanh tú thoát tục lộ tiểu vũ. Mưa nhỏ là bạn học cùng lớp của tương luân, bởi vì lúc mưa nhỏ đi học luôn đến muộn, cho nên thường xuyên bị ép ngồi cùng một chỗ với Diệp Tương Luân ngồi ở hàng sau, Diệp Tương Luân đối với cô gái đáng yêu này cảm thấy rất hứng thú. Diệp Tương Luân đạp xe đưa cô về nhà, hai người chia sẻ bí mật với nhau, tình cảm của hai người bởi vậy mà tăng vọt. Đây là một bí mật không thể nói. Đều thích a, à, đúng là lợi hại. Thế nào, nhớ anh à, nhớ a, à, nhớ âm nhạc của em. Nhưng anh nhớ. Âm nhạc của em. Hôm nay thời tiết tốt. Cụng ly kem. Bạn có vẻ như rất thích sợ hãi từ phía sau. Bởi vì tôi thích lưng của bạn. Anh sẽ chạy bộ trong nhà hàng chứ. Con gái bây giờ có thích bất nam bất nữ không? Ta có thể gặp được người đã là rất không thể tưởng tượng nổi. Hình như em rất thích một tay đánh đàn đó. Bởi vì như vậy tay kia mới có thể nắm tay em. Có phải em có tâm sự không? anh cũng không biết có lẽ có một ngày anh sẽ nói cho em biết em hãy quý trọng thời điểm ở bên anh đi một buổi tối dịp tương luân hẹn mưa nhỏ gặp mặt ở phòng đàn tương luân nhắm mắt lại liền ý bảo muốn cô hôn anh nhưng hắn không nghĩ tới chính là hắn cho rằng là mưa nhỏ nhưng không nghĩ tới là tình y cũng thích dịp tương luân không khéo lúc này vừa vặn bị mưa nhỏ nhìn thấy cô tưởng tương luân thay lòng đổi dạ thương tâm chạy ra ngoài Diệp Tương Luân lao ra khỏi phòng đàn, nhưng không tìm được Mưa Nhỏ. Như vậy, Mưa Nhỏ liên tục rất nhiều ngày không đi học. 15 ngày 15 quả táo, em xem đã bao lâu rồi em không đến lớp. Lúc em không ở trường, anh có thích nữ sinh khác không? Có, 15 người. Khi buổi lễ tốt nghiệp của Diệp Tương Luân hoàn tất diễn tấu đàn dương cầm, Mưa Nhỏ xuất hiện, bởi vì lúc Diệp Tương Luân và Mưa Nhỏ ở cùng một chỗ đã từng nói với Mưa Nhỏ anh muốn ở buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt vì em đàn một khúc nhạc. Đến lúc tốt nghiệp, mưa nhỏ nhớ tới lời Tương Luân đã nói, lại đàn Secret một lần nữa, đi tới lễ tốt nghiệp Tương Luân 20 năm sau, nghe được Tương Luân đàn Thiên Nga cho cô. Dịp Tương Luân đàn Dương Cầm còn chưa đánh xong cũng chạy theo đuổi mưa nhỏ. Anh đuổi theo cô thì ông lấy cô, nói với cô. Hứa với anh, đừng biến mất nữa, muốn mưa nhỏ ở trong phòng học chờ anh sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc dịp tương luân đi tới phòng học nhưng mưa nhỏ đã biến mất dịp tương luân hỏi hai người bạn của anh có nhìn thấy mưa nhỏ hay không họ rất kỳ quái tương luân tiếp tục nói chính là cô gái đã khiêu vũ với tôi ở vũ hội bọn họ nghe xong đều rất kinh ngạc từ đầu tới cuối không phải chỉ có một mình cậu nhảy sao dịp tương luân đột nhiên nhớ tới vũ hội ngày đó nữ sinh đều nói với hắn lần sau nếu như không có bạn nhảy có thể tới tìm em a. À. Ở trên bàn học, Diệp Tương Luân nhìn thấy mưa nhỏ dùng dịch bôi sữa viết câu chữ chậm rãi hiện ra, ta là mưa nhỏ, ngươi ở đâu, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Diệp Tương Luân sốt ruột cũng dùng dịch bôi sữa đáp lại. Diệp Tương Luân rất hoang mang, lại nghĩ tới mưa nhỏ đích thật là có chút kỳ quái vì sao cô đều không có bạn bè, cũng không ai để ý đến cô, hơn nữa cô còn không cho phép Diệp Tương Luân ở phòng đàn trường học đánh bài Secret kia. Mang theo nghi vấn, hắn lại đi tới nhà Tiểu Vũ, Diệp Tương Luân thấy được Tiểu Vũ cùng ba hắn chụp ảnh chung. Nghe ba kể lại những chuyện này, trong đầu Tương Luân hiện lên lời của Mưa Nhỏ. Con nhất định phải đàn nhanh như vậy sao, con về cũng đàn nhanh như vậy a. À? Không nên ở phòng đàn cũ đàn khúc này nha. Làm gì vậy? Bởi vì đàn cũ đàn lên không dễ nghe a. À? Thì ra Mưa Nhỏ và anh không cùng một thời đại, bọn họ chênh lệch suốt 20 năm mưa nhỏ cũng là học trò của cha tương luân lúc mưa nhỏ đi học có một ngày đột nhiên phát hiện dưới đàn dương cầm của phòng học âm nhạc có một quyển nhạc phổ quyển nhạc phổ kia tên là secret trên nhạc phổ còn nói nếu như đem đoạn nhạc dương cầm này nhanh chóng tấu xong người đầu tiên nhìn thấy chính là người tương lai bạn thích khi đó tiểu vũ nói chuyện này với cha tương luân tất cả mọi người đều cho rằng tiểu vũ điên rồi mẹ tiểu vũ còn đặc biệt mua thuốc trị bệnh tâm thần cho tiểu vũ uống cô ở trường học cũng bị bạn học cười nhạo bọn họ đều cho rằng mưa nhỏ là người điên gặp phải bạo lực sân trường dịp tương luân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ lập tức chạy tới phòng học âm nhạc của trường học sau khi hắn đi phát hiện nơi đó rất nhiều người đang dở nhà mắt thấy thời gian sẽ không còn kịp nữa hắn từ cửa sổ bò vào dùng tốc độ nhanh nhất bắn lên bài secret kia cùng lúc đó tương luân đã đàn đến đoạn cuối cùng trước khi phòng học sụp đổ rốt cục đi tới thế giới mưa nhỏ hai mươi năm trước dịp tương luân thành công tìm được mưa nhỏ mưa nhỏ một mình ở phòng học đang viết chữ nhìn thấy dịp tương luân gật đầu cười khẽ mặc kệ chúng ta có thể gặp lại hay không mặc kệ em có quên anh hay không anh chỉ muốn nói cho em một bí mật tìm thư uyển anh yêu em hứa mặt xoa xoa cổ tay gõ bàn phím cả đêm cuối cùng cũng viết xong bản thảo mấy ngày nay hắn vẫn luôn viết rốt cục vào hôm nay viết xong nhìn tác phẩm mình tỉ mỉ viết xuống trước mắt trong lòng hứa mặt bắt đầu sinh ra một loại cảm giác thành tựu không giống với phim ảnh tuy rằng anh đã xem phim nhưng dùng chữ viết biểu đạt ra lại là một hình thức khác phi thường khảo nghiệm năng lực đem tác phẩm dự thi đệ trình điền xong bản dùng bút danh tiện ngư này còn lại chính là chờ kết quả kém không quá nửa thời gian là được cung điện vật lý học không có chỗ cho người ngụy biện nhìn giáo viên vật lý sôi trào nhiệt tình giảng trên bục giảng, hứa mặt có chút hoài niệm nói. Nói thật nghiêm túc a, à? Không giống mấy giáo viên đại học, học theo PPT không biết bao nhiêu năm trước. Tiết thứ nhất là tiết vật lý, mặc dù phía dưới đã ngủ gục một hàng, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết giảng bài của giáo viên. Tốn hai ngày thời gian ôn tập xong trung học phổ thông vật lý bắt buộc một, hứa mặt nhìn trước mắt cơ sở đề, không khỏi cảm thấy có chút may mắn may mắn hắn sống lại ở lớp 11 học kỳ sau, khoảng cách thi tốt nghiệp trung học còn có một năm rưỡi thời gian, nếu để cho hắn sống lại ở thi tốt nghiệp trung học trước mấy tháng, hắn liền xong đời. Tiếng Anh, vấn đề ngữ văn đối với hắn mà nói độ khó không lớn, chỉ cần là người trong nước, ngữ văn cũng sẽ không thi quá thấp, ít nhất 70 điểm, mà tiếng Anh hắn ở nước ngoài bồi dưỡng qua âm nhạc, tiếng Anh có thể nói rất tinh thông. Có vấn đề chính là toán học còn có ba phó khoa mặc dù đã quên rất nhiều nhưng bắt đầu học từ con số không một chút cũng không khó lắm huống hồ bên cạnh anh còn có học bá khương nghi có vấn đề gì không biết hứa mặc cũng có thể hỏi cô chương 10 thơ tình bốn trọng hàm nghĩa bạn đang nghe tại truyện chấm audio tan học tự học buổi tối đi a à, về nhà từ dịch đứng ở cửa nhìn hứa mặt còn ngồi ở vị trí nói anh đợi một lát hứa mặt trả lời ngươi làm gì vậy không thấy tôi đang học làm xong đề này liền đi học tập học cái rắm từ dịch vẽ mặt không tin lại gần nhìn thoáng qua hứa mặt thật đúng là đang học tập thật sự là kỳ quái đi trên đường đến bãi đậu xe của sinh viên hai người vừa đi vừa nói chuyện phím ai tối nay đều đọc tiểu thuyết không học được hối hận rồi đừng cảm thấy tự trách mình vì ngủ nướng vì bạn thức dậy và không tạo ra nhiều giá trị. Từ dịch nhào tới. Tiểu tử ngươi, ta nhịn không được, mấy ngày nay nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Lúc hai người nói chuyện, đi ngang qua một góc của tòa nhà dạy học, liền xa xa thấy ba nam sinh gọi một nam sinh lại, vây quanh hắn ở một góc. Nam sinh thấp hơn hai người bọn họ nửa cái đầu, bị vây ở nơi đó, cũng không dám phản kháng. Hứa mặt và từ dịch chỉ có thể nhìn thấy ba nam sinh kia kiêu ngạo nói gì đó, sau đó liếc nhau đi thôi hứa mặt nói một tiếng muốn đi qua giúp một tay từ dịch không nói hai lời cũng đi theo lúc này đồng dạng có một nam sinh cường tráng từ trên lầu đi xuống đi qua chỗ bốn người tò mò nhìn thoáng qua liền không để ý tới nữa nhưng đi vài bước nghe thanh âm giống như hiểu được là chuyện gì xảy ra ngược lại đẩy ra ba người vây quanh nam sinh kia đem nam sinh bị vây quanh bảo vệ ở phía sau lớp chúng ta mới tới thể dục sinh từ dịch nhận ra hắn nói hắn ngược lại là cùng Trương Tân Cửu trò chuyện qua hai câu, hai người coi như là quen biết. Nhìn Trương Tân Cửu một chọi ba, hứa mặt từ xa chỉ nghe được cái gì đó, các ngươi không phục, có thể cùng lên. Từ dịch hô một tiếng. Trương Tân Cửu, chuyện gì xảy ra? Ba nam sinh kia liếc mắt nhìn nhau, ba chọi ba, hơn nữa Trương Tân Cửu một người thoạt nhìn cũng đủ khó chơi, chỉ có thể xám xịt trời đi. Trước khi đi đã buông một câu tàn nhẫn. Tiểu tử, Ngươi chờ đó. Không sao chứ? Hứa mặt nhìn nam sinh bị vây quanh hỏi. Nam sinh bị vây cảm động đến rơi nước mắt nói với ba người. Không sao, không sao. Mà từ dịch giơ ngón tay cái lên với Trương Tân Cửu. Cùng tiến lên, cậu thật trâu bò. Trương Tân Cửu nghe xong cười cười sau đó hỏi. Bọn họ vì sao vây quanh cậu? Hứa mặt và từ dịch cũng có chút tò mò. Nghe nam sinh rủ rỉ nói, thì ra là lúc mấy người này ăn cơm chen ngang anh nói một câu bọn họ tức giận liền tới tìm anh gây phiền toái nghe nam sinh nói hứa mặt không khỏi có chút im lặng thời học sinh côn đồ tìm phiền toái lý do đều nhàm chán như vậy nha từ dịch chăm chọc nói mấy người này có bệnh không một câu nói nói ra tiếng lòng của mọi người sau đó mấy người trò chuyện đi ra cổng trường đều tự về nhà hai ngày nay khi hoàn thành việc thu thập các tác phẩm thi ca cũng bắt đầu đánh giá phương thức đánh giá có chút tương tự với phương thức chấm bài thi đại học mỗi giáo viên phụ trách xem một số lượng bài viết nhất định tiến hành sàng lọc sơ bộ tần tần sàng lọc như vậy nếu như gặp phải người không chắc chắn có thể trao đổi thẩm duyệt giáo viên trẻ tuổi tên là đường nguyệt là một nữ giáo viên xuất thân từ nghệ thuật diện mạo ngọt ngào tốt nghiệp đại học còn chưa được mấy năm đã tới trường nhất trung sơn hải dạy học bởi vì là một người yêu thích thơ ca hàng năm cô đều tham gia cuộc thi đánh giá thơ ca thỉnh thoảng phát hiện có hai bài thơ có tâm ý sẽ vui vẻ cả ngày tác phẩm năm nay cũng không tệ lắm có mấy tác phẩm cũng không tệ lắm nhưng đối với đường nguyệt kiến thức rộng rãi mà nói thủy chung không có tác phẩm nào làm rung động lòng người bất quá rất nhanh khi cô đọc được thơ của hứa mặc tình huống liền thay đổi lời bài hát. Rap ông mi seo sổ ghi chép viết về tôi trên bầu trời, tôi rơi vào bông tuyết trên lá phong lời bài hát. Thin ở bao me chữ viết của hứa mặt rất tốt, sạch sẽ, hào phóng, khiến đôi mắt cô có chút mệt mỏi sáng lên. Nhưng cô nhìn ra là lúc tứ hành không phù hợp với yêu cầu của cuộc thi thơ ca tam hành, đang muốn đem thơ ca của hứa mặt đặt ở cột đào thải kia. Nhưng là một người yêu thích thơ ca, có khứu giác rất nhạy cảm với thơ ca, vừa định đặt tay vào cột đào thải kia thì dừng lại. Làm thế nào một con cua có thể đẩy vỏ của tôi? Cô một lần nữa cầm thơ ca lên xem một chút, cầm trong tay đánh giá thật lâu. Đúng rồi. Con cua không quay cái vỏ của tôi. Cuốn sổ không thể viết về tôi. Lời bài hát. Y can tờ phôn on the leave livet và em sẽ không nghĩ về anh. Không phải còn có ý tứ tận thứ hai chứ, đừng nguyệt cao mày nghĩ đến ý tứ tầng thứ hai là tôi đang quay vỏ cua. Tôi đang dùng máy tính sách tay. Là lá phong và bông tuyết rơi trên người tôi em đang nghĩ về anh. Hiện tượng nghệ thuật và thủ pháp tu từ tương đối cổ xưa của đảo ngược ca, đường nguyệt nghĩ, mặc dù bộ sách đã ra đời ngàn năm, nhưng nếu vận dụng tốt vẫn vô cùng đã động lòng người. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ đến, hàm nghĩa của tầng thứ hai đảo ngược lại chính là hàm nghĩa của tầng thứ nhất. Khi anh nhớ em, thế giới đều đảo ngược, chỉ khi thế giới đảo ngược, em mới có thể nhớ anh. Cho nên nói phải, trừ phi thế giới đảo ngược, em mới có thể yêu anh. Nghĩ vậy, đường nguyệt cả kinh, trừng to mắt nhìn thơ ca của hứa mặt. Thế nhưng, thế giới cũng không có khả năng đảo ngược, mà người không có khả năng yêu ta. Bài thơ có bốn tầng ý nghĩa. Hơn nữa đây là ba giọng thơ tình, cũng chính là dòng thứ tư căn bản không tồn tại, người căn bản sẽ không nhớ ta. Thấy vậy, Đường Nguyệt trùng mình một cái, chỉ cảm thấy da gà nổi lên. Trời ạ. À. Cô buông thơ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Đây thật sự là thứ mà một học sinh trung học có thể viết ra sao? Cô nghĩ như vậy. Nghĩ vậy, cô liền đi tra xem bài thơ này rốt cuộc có phải là nguyên gốc hay không. Một lát sau, nhìn trang web không có bất kỳ tin tức liên quan nào, Đường Nguyệt thật lâu không thể bình tĩnh, nàng đã tìm kiếm nhiều lần, nhưng đáp án nhận được đều giống nhau không có bất kỳ tin tức nào của bài thơ này. Nghĩa là hoàn toàn nguyên bản. Bộ tác phẩm này đã không cần phúc thẩm nữa, điều này đặt ở trong học sinh trung học quả thực là đã kích hàng không, rõ ràng muốn nói với tổ trưởng một chút, trong lòng đường nguyệt thầm nghĩ. Đường nguyệt cầm tác phẩm của hứa mặt đi tới chỗ tổ trưởng. Tìm thư uyển www chấm com tổ trưởng là một nữ giáo viên hơn 40 tuổi, cô tên là Lý Na, trình độ văn học rất cao trong số các giáo viên của trường nhất trung sơn hải bởi vậy hàng năm sàng lọc thơ ca đều do cô làm tổ trưởng trù tính chung đại cục thầy lý em có một bài thơ của học sinh em cảm thấy không cần tiếp tục duyệt thẩm nữa có thể trực tiếp thông qua đường nguyệt đi tới chỗ lý na nói nghe được đường nguyệt nói nàng nhất thời hứng thú tiếp nhận thơ ca trong tay đường nguyệt nói viết tốt như vậy sao ta xem trước đưa bản thảo cho cô, Đường Nguyệt trở lại vị trí của mình, tiếp tục xem. Lúc xem duyệt, bởi vì cách Lý Na tương đối gần, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý biểu tình của Lý Na. Mới đầu, Lý Na ông tò mò nhìn xuống, khi nhìn thấy là một bài thơ tình tứ hành đúng là kinh ngạc một chút. Ước chừng vài giây sau, cô liền chú ý tới thân thể nhàn tản ban đầu của tổ trưởng đứng lên, chỉ thấy cô ngồi ngay ngắn dậy, nâng kính mắt, ánh mắt nghiêm túc, hình như là thấy được thứ gì đó cùng lắm cùng trạng thái nhàn tản vừa rồi hoàn toàn bất đồng nhìn thấy tất cả đường nguyệt cũng là trong lòng cười khẽ nguyên lai like không riêng gì nàng một người như vậy một lát sau đi tới đường nguyệt bên người nàng nói đây thật là học sinh viết sao đường nguyệt cũng là tràn đầy cảm thụ nói vừa mới bắt đầu ta cũng là không tin ở trên mạng tra xét một lần cũng không có tìm được cùng cái này có quan hệ bất luận cái gì tin tức vậy thật sự có thể chính là thiên phú nghe được đường nguyệt nói lý na thở dài một hơi thơ hay như vậy còn chỉ là một học sinh trung học viết điều này làm cho cô cảm khái không thôi không cần phúc thẩm nữa cái này trực tiếp thông qua đi cầm bản thảo trong tay cô nghiêm túc nói không đúng trực tiếp bình chọn giải nhất đi